Xin chào các bạn nha. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sâu kim siêu nhanh và rất là dễ luôn. Thì thông thường là chúng ta sâu kim bằng cách này, đây là cách truyền thống, rất là khó để chúng ta sâu kim, đặc biệt là đối với những người mắt kém hoặc là các cụ già hoặc là những nơi mà không có đủ ánh sáng thì cái cách sâu kim này nó sẽ không hiệu quả. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách sâu kim hết sức là đặc biệt, chúng ta có thể thực hiện rất là dễ dàng. Đầu tiên là chúng ta kẹp con chỉ ở giữa cái ngón út và cái ngón đeo nhẫn, sau đó chúng ta lòn cái dây qua để cho con chỉ nằm trên lòng bàn tay chúng ta như thế này. Sau đó là chúng ta dùng cái kim nè, chúng ta đặt lên con chỉ nè, chúng ta kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại. Thì sau vài lần kéo như thế thì con chỉ nó tự động nó sẽ chui qua cái lỗ kim. Đây chúng ta thấy con chỉ đã chui qua cái lỗ kim rất là nhanh chóng và hết sức là dễ dàng. Đây là không phải là ảo thuật nha, mà đây là chúng ta biết cách để chúng ta thực hiện và chúng ta luyện là chúng ta có điều có thể làm được. Khi chúng ta đã quen rồi thì chúng ta có thể đặt lên bất cứ vị trí nào chúng ta ở trên tay chúng ta để chúng ta có thể là sâu được. Đây chúng ta có thể dắt chéo ngón cái này cũng được, chúng ta chà tới chà lui, chà tới chà lui thì tự động cái cọng chỉ nó sẽ lú lên. Đây, chúng ta thấy cọng chỉ nó sẽ tự động nó chui qua lỗ kim. Khi đó là chúng ta rất là dễ dàng để rút con chỉ qua. Hoặc là chúng ta cũng có thể là dắt chéo qua cái ngón tay như thế này, sau đó đặt cái kim lên, chúng ta chào qua chào lại, chào qua chào lại. Đấy, như có một phép màu, cọng chỉ tự động nó chui qua ngón tay chúng ta. Thì đây là tôi hướng dẫn ta cái cách sâu kim rất là nhanh và rất là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video nha. Nếu mọi người cảm thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết và cho tôi một đăng ký. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.